nó giúp chứ cần gì phải giỏi. À, cung. À, không nhỉ? Giúp không. Cung. Đấy rồi. Bảo ghế cho anh ngồi. Tiền hàng tháng thôi. Vâng, vâng. Bảo ghế cho nó ngồi. Nhìn cái gì cũng thèm. Mà các ông thì cứ giàu mà cháu thì lại chả có gì. Tao có giàu đâu. Đúng rồi. Tao buôn bán với trong anh là có giàu đâu. Đồ ăn thôi, có khi cứ đồ ăn. Đấy. Có đồng nào hết đồng. Còn là anh có nghề thôi, anh nông nghiệp, anh là cán bộ nhà nước, anh là công nhân viên chứ thế. Công nghiệp này ai chả muốn. Ngồi này sướng ngày này có người đến tận nhà đem tiền đến. Thế cái gì đấy? Hơn vua chúa. Cây này là bao nhiêu tiền không? Đâu. Đấy. Cái này là 10 triệu. 10 triệu. Mai quỷ ẩn cư mấy phiên lại bung ra đây. À, cái phiên này là vẫn chưa đi được đúng không? Mấy thế vui thì đi. Tiền đang nhiều cần gì phải đi. Tiền chả có. Tiền chả có nó thất lòng nó làm thì phải làm thôi còn nhỉ. Có tiền. Tháng vừa rồi đi viện tiêu hết bao tiền. Ừ, đi viện có bảo hiểm lo gì. Đúng không? Bảo hiểm có thuốc rẻ tiền, có thuốc 1 triệu, 2 triệu một lọ cho cái quả trứng gà ấy, ai mà bảo hiểm. Thế là ông là bị bệnh gì đây? Nó là bệnh sốt cao quá, nó suy thận có cái đấy. Ừ. Đấy. CT cắt nước thì ai vào một bảo hiểm. Cái chỗ quan trọng. Không tính tiền bảo hiểm. Thế để gọi mấy anh em nhiều tiền đến nó giúp. Tất nhiên nó tất nhiên rồi. Thế là... Tiền nó đúng rồi. Chỉ có cháu gọi được đến chứ ai gọi được đến. Tiền nó thế là đúng rồi. Anh em đi chợ thì cũng chết, ốm đau ông chết. Cây đấy. Xem cây... cây gì nữa không? À cái cây to to này thì bao nhiêu? Thanh lý bao nhiêu? Đâu? Cây đang che này này. Che này cũng. À nhưng mà chưa hoàn thiện. Cái này à? Bảy à? Quả là cái cây này có cái gì ở à đây? Cái con cây này đây, trông là chật, rồi. Không phải chật quá. Chật chật, đeo cái ba lô không quay được lưng. Này có mà mẹ ba người khiêng. Không, để cái chậu này chậu khác là nhẹ. Chậu này 3 người khiêng. Chậu này thì phải tầm 3 người khiêng. Thế mà chơi dáng này là phải có một đôi. Chẳng cần. Thay chậu mỏng đây. Chậu này nặng, chậu này hôm nay trở về chết. Giờ ai trồng chậu này làm gì đấy? Trồng vào nuôi thôi. Cái bầu nó mỏng nhưng mà hôm trước mang về trồng lại nó bầu nó mỏng. Thông minh ấy, biết để sang đây ông Nhạn ông ấy. Mình gọi người đến cho ông Nhạn cũng thịt. Nhà chật quá. Ừ. Tí nữa ông đến nhà tôi thì ông biết. Có cây đẹp thì đến, không thôi. Có tất nhiên, có nhiều cây đẹp. Cây đẹp là khách đẹp, cây xấu gặp khách xấu. Ừ. À đấy, mình thích cây đẹp thì mình đến xem. Chứ cây mà nhưng mà chợ thì lại không đến. Biết rồi, không có gì hấp dẫn. Chỉ cây thôi, cây à, đứng ra chỗ này cả xem. Bỏ cái rẻ ra cho nó dễ xem nào. Đấy. Mỡ quá nó nổ. Lại che lại. Che lấy cái xốp ấy. Xốp buộc vào. Cái này khó quay phết đấy. Nó khó quay được chật. Phía bên này không nhìn thấy. Lùa vào đây cái xe này. Đằng này
có tí bể gì được. Đâu? Cây này thì bao nhiêu ông Nhàn? Cây này thì bao nhiêu? Cây này 3 triệu, 5 liền. Cháu hỏi cho anh em như cháu chả chơi. Đấy. Này, cái đèn chốt lá ra không đi được. Nằm thấm chôn một cột. Đây thì còn cây nhỏ nhỏ này. Cái đắt cây 10 triệu. Úi giời, 2 cây à? 1 cây 10 triệu. Cây này 3 triệu. Cầm tay à? Cây này 3 triệu. Cái kia nó có hơn cái gì này đâu nó nhiều. Cái kia nó tầm cây được cỏ cây gì. Bình thế cả. Cây thì hàng mẹ. Bác con sẽ ăn. Cái này hôm nay nhìn thấy rồi. Cái này mười mấy triệu. Đâu? Đâu? Đây. Cây rẻ không? Rẻ là bao nhiêu? Rồi, được rồi. Xoay vòng. Đây rồi, ba triệu, biết giá rồi, biết cây rồi. Cái này 10 triệu á, có cái gì ở đây? Chôn cái gì dưới này mà ghê thế? Ok. Về. Chạy về nhà tôi đi mua ngoài. Đi. Cứ về cố bàn đi. Ờ rồi. Nhà gần nhất còn bia. À bia. À. 10 triệu cái cây kia. Không xem có chơi được không. Đấy. Chật lắm không? Bày không đùa vào được. Cây này bao nhiêu đây? Cây này nhỉ? Cây này bao nhiêu nhỉ? Cây này. Đây là cái cuốn cuốn này này. Cây trắng tùng à? Cây trắng tùng à? Nói cho anh em biết. 5 triệu. Phải nói không đấy nào. Phải cháu đưa anh em đến với bố. Mà phải trong này không? Ông cứ xoay một vòng đi. Ôi, thôi để cháu ấy chứ. Đang ốm lắm. Nhà. Đang ốm lắm. Được rồi. Cháu tự di chuyển được. Ôn. Cháu hay nhỉ. Cao 1 mét nhỉ. 1 mét. Quê, cũng xanh quê. Năm đèn xịn. Quê đâu chứ. Quê không có tiền, năm xịn xịn. Đây này. Đây, quê đây. Năm đèn đây. Đây quê chứ. Không, năm đèn xịn. Không phải chỗ. Năm đèn xịn đây. Rồi, đấy là cây khác. Đây, cây này đây. Thì giá mong muốn bán cây này là bao nhiêu đây ông? Đã chuẩn nhé, 16 triệu. 16 à, đã chuẩn. Quê đấy nhưng mà lá dày ấy nhỉ? Lá đẹp, mưa thì không mưa. Mai ngày kia nó tốt lá. Cây này cơ bản là nó đứng rồi nó không quay được. Trời này, hả? Mai ngày kia tốt lá là bằng này. Hành khô. Bây giờ rồi mưa nào to dính hết vào nhau đấy nhỉ? Không kết lâu rồi. Cao có 450 phân thôi. Tội lỗi nó hơi khó quay. Nó bí. Không biết ông để nhiều cây nó dính nhau đâu mà. Mai là chuyển này bán cái này mất rộng này. Này mai kia cắt bán mất. Xanh lá liễu. Đây mệt mẹ sâu cả nét này. Em cày. Chuột chứ sâu gì? Mai phun được sâu hết. Đấy cây này thì bao nhiêu? Cây 7 triệu.
bò cạp này chắc chỉ ra chợ mới quay rõ. Cái này ra chợ ở Tranh Nhậu. Chị đứng ở đây khó quay lắm. Nó nhiều đúng. Như kiểu cái cây nhiều thân như kìa. Đã chuẩn giá 16 triệu 5 thân này. Kết dính ở đây này. Đấy. Muốn quay kỹ không quay được. Và nó nhập cái 2 phết. Thế à? À sáng ngày cắt cây kia gì? Đâu? Đây. Ừ, sáng hai nhận nào. Cây mặc váy viết. Cái mai mua được trong năm mấy đéo làm giờ, làm cái để nó. Đây, cây năm sân sâu đây. À, đang làm cái gì đây? Đợi con chó vừa xích ở đâu ấy nhỉ? Xích rồi. Ở trong kia. Đấy, cái tùng đấy thì bao tiền? 15 củ đây. 15 củ à? Có đúng giá chưa ông nhỉ? Tùng này này. Cái tùng nhiều. 15 à? Đây, còn cái xanh sáng ngày cắt đây. Thì bao tiền không? Không. Đấy, mình vừa cắt sáng ngày đây. Cái này là 12. 12. À. Ok. Khó quẩy lắm. Nhìn thì rất nhiều cây nhưng mà quay người ta không nhìn thấy được. Thế còn cái cây kia? Đâu? Cây xanh mà bò bò. Bò bò này. Đó, cây này 5 triệu rưỡi. Còn cây này? Chợ mấy triệu. Còn cây này? Cây này 2 triệu. Quê đây. Cây là móng. Được rồi, thôi quay thế thôi. Chả nhìn rõ đâu. Không là. Ông nào đến chơi thì xem kỹ hơn. Rồi, có nha.